Tập 9. Hồng Đào, sự việc lần này anh không phải nói đâu, tôi hiểu ý anh. Anh hiểu là tốt rồi. Anh cũng biết, sau khi cảnh sát phía Giang Lăng xem tư liệu của anh, họ phát hiện ra anh có liên quan tới vụ án Sáo Cơ. Nếu để anh dẫn dắt, không biết họ có đồng ý không. Bắt được Sáo Cơ, tìm ra Giả Minh Minh không phải là trách nhiệm của một người, mà là quyết định của cả sở cảnh sát. Mục đích của tôi chính là bắt được Sáo Cơ, tìm ra Giả Minh Minh. Đây là trách nhiệm của tôi. Thầy, vừa có tin nhắn. Dựa vào thông tin người lấy chiếc xe Giả Minh Minh thuê cung cấp, quả nhiên thám trưởng Uông vớt được chiếc xe điện mà hắn ta giết tại hồ chứa nước. Lời của tên đó chưa chắc đã đáng tin cậy. Em nghi hắn ta còn giấu giếm đặc điểm nhận diện của nghi phạm. Lời của tên đó có đáng tin hay không không quan trọng. Quan trọng là chiếc Audi kia đã đi qua nơi nào. Dù sao tôi tin mình sẽ tìm thấy ba cô sinh viên sớm hơn thám trưởng Uông. Nhưng mà chúng ta cứ đi vòng vòng thế này, thầy dám chắc mình tìm được manh mối nhanh hơn thám trưởng Uông sao? Thầy, có đáng tin không? Em nhìn tấm ảnh trên tay mình đi. Tôi hỏi em, hồi học cấp 2, em đã học sự phân bố thực vật theo chiều cao chưa? Em học rồi. Dựa theo độ cao so với mặt nước biển, càng lên cao nhiệt độ càng giảm, nên hệ thực vật từ chân núi tới đỉnh núi sẽ xuất hiện các nhóm thực vật khác nhau, phải vậy không? Không sai. Trên mỗi chiếc xe Audi đó, tôi phát hiện lá cây dẻ và lá cây du, đồng thời còn có lá thông. Em nói xem, điều này có nghĩa gì? Chứng tỏ chiếc xe này từng đi qua con đường có sự phân bổ thực vật khác biệt rất lớn. Để tôi nói cho em biết, dựa vào công tâm hết của chiếc Audi đó, trong thời gian ngắn, hắn không đi tới nơi nào xa hơn cả. Cộng thêm tuyến đường giữa thành phố Nam Thạch và Giang Lăng có sự phân bố thực vật phù hợp với manh mối đó, chỉ có con đường qua lĩnh Nam này thôi. Còn những con đường có sự phân bố thực vật phù hợp tại lĩnh Nam không có nhiều. Khoanh vùng rõ ràng như vậy thì việc tìm nơi chiếc Audi đã đi qua thật sự không khó. Sẽ sớm tìm ra thôi. Em nhìn đi, phía trước có cây dẻ kìa. Em có thấy lá nó giống hệt với trên ảnh chụp không? Có. Tôi thấy chắc chắn chiếc Audi đã từng tới đây. Nơi này là nghĩa trang công cộng. Audi tới đây làm gì? Cúng bái ai sao? Chúng ta đi xem. Em quan sát ngôi mộ này, có dấu hiệu mới được người tới thăm viếng. Các ngôi mộ khác không có dấu hiệu tương tự. Ngôi mộ này được tu sửa rất cẩn thận. Khi chúng ta vừa vào, tôi thấy phía sau rừng có một ngôi làng. Hẳn là nghĩa trang này là của ngôi làng đó. Đi thôi, chúng ta vào thôn. Vâng. Ông ơi, cho tôi hỏi một chút. Mấy ngôi mộ trong rừng kia là nghĩa trang của làng mình phải không? Đúng vậy.
Nhà Lưu Thúc Hổ ở đâu vậy? Lưu Thúc Hổ, Lưu Thúc Hổ đã qua đời rồi, chết rồi. Cô cậu muốn tìm nhà Lưu Thúc thì đi quá mức rồi, đi tiếp rồi rẽ trái là tới. Cảm ơn cô. Cháu cảm ơn. Người đã chuẩn bị xong rồi. Tiền đã đủ chưa? Đương nhiên, lúc nào cũng có thể giao dịch. Giờ cậu mang tiền tới nhà máy bỏ quan ở sau núi. Người giao hàng, người đưa tiền. Tôi sẽ thu xếp ổn thỏa người cho anh rồi. Tôi biết rồi, chờ đi. Đi đâu vậy? Em ra ngoài có chút việc, sao vậy? Nói cho anh được không? Em đã nói là đi việc riêng rồi, anh không cần phải biết. Vậy anh đi cùng em. Anh, em đã nói là việc riêng rồi, anh đi làm gì? Anh. Nhiều tiền vậy? Được rồi, em chơi bài bị thua. Đây là tiền của công ty, có gì em trừ vào lương là được mà. Vẫn không chịu nói thật. Em nói thật mà. Có cần anh gọi điện hỏi không? Ngoan ngoãn ở nhà cho anh, không được đi đâu cả. Biết rồi. Xin chào. Chúng tôi là cảnh sát từ đội hình sự thành phố. Tôi tên là Lưu Hồng Đào. Đây là Hoàng Tĩnh Nghị. Hôm nay tới đây để tìm hiểu về việc em trai anh Lưu Thúc Hổ. Mấy ngày trước nó bị tai nạn xe, đã không còn nữa rồi. Chúng tôi có thể vào nhà nói chuyện không? Được, xin mời. Tôi muốn tìm hiểu thêm về việc em trai anh Lưu Thúc Hổ. Cảnh sát giao thông đã tới nhiều lần rồi. Những gì tôi nói, đã nói rồi. Cảnh sát giao thông biết điều gì, chúng tôi cũng biết. Anh từng thấy chiếc Audi này không? Chưa từng. Em trai Lưu Thúc Hổ của anh được an táng ngày nào? Ngày 19 tháng này. Vậy thì đúng rồi. Vào ngày 19, nơi này có gió mạnh, lá cây rụng rất nhiều, rất dễ dướng lá vào xe. Mời hai người ngồi, để tôi đi lấy nước. Vâng, cảm ơn. Em gọi điện cho cảnh sát giao thông xác minh vụ tai nạn xe của Lưu Thúc Hổ. Được. Trọng Hổ, chắc chắn em không ngờ được hai người ngồi ngoài kia là cảnh sát. Cảnh sát thì làm sao? Em biết tại sao anh lại để họ vào nhà không? Alo. Phim được thuyết minh bởi Aramark Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Ai vậy? Không có gì, bạn thôi. Lên thôi. Em không có thời gian nói chuyện với anh, em còn bận lắm. Chúng ta là anh em ruột thịt. Nếu có chuyện gì, anh tình nguyện gánh vác cùng em. Sao rồi? Vào mùng 8 tháng này, Lưu Thúc Hổ đang lái xe trên đoạn đường núi thì gặp đá lăn. Xe bị rơi xuống kênh phát nổ dẫn tới tử vong. Do không có bằng lái nên bị ghi về tội lái xe không bằng. Trùng hợp vậy sao? Ngại quá, để hai người chờ lâu. Cảm ơn.
Chúng tôi tới đây là để xác nhận việc ngày 19 khi em trai anh hạ táng, anh thực sự không nhìn thấy chiếc Audi này? Chưa từng thấy. Nhà anh còn ai không? Bố mẹ tôi mất sớm, nhà chỉ còn ba anh em. Thúc Hổ ra đi, chỉ còn lại tôi và vợ con mình, và Trọng Hổ cùng vợ con. Anh nói Trọng Hổ chính là em trai thứ hai. Đúng, nó là đứa thứ hai trong nhà. Anh, nhà có khách à? Ừ, hai đồng chí cảnh sát tới. Vâng, thế anh nói chuyện đi, em bận tí gì? Làm gì vậy? Vội gì? Hỏi xong rồi đi cũng có muộn đâu. Anh nói chuyện đi, em còn bận gì? Em quay lại cho anh. Anh là Lưu Trọng Hổ? Đúng vậy. Anh đã thấy chiếc Audi này bao giờ chưa? Chưa từng. Tôi đi được chưa? Không được. Tôi còn rất nhiều việc muốn hỏi anh. Chủ tịch Hoàng, đã lâu vậy rồi Giả Minh Minh vẫn chưa lộ diện. Có phải xảy ra chuyện gì không? Cô ta có xảy ra chuyện hay không cũng chẳng liên quan. Cái tôi cần là món đồ trong tay cô ta. Nghe nói phía cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe Giả Minh Minh thuê rồi. Nếu Giả Minh Minh thật sự xảy ra chuyện gì thì chắc chắn cảnh sát sẽ tìm ra món đồ đó trước. Tới lúc đó sợ rằng anh sẽ bị dính líu vào. Để tôi suy nghĩ đi. Tôi xuống trước đây. Xin lỗi, tôi đi trước đây. Tôi vẫn còn một câu hỏi. Anh có quen một cô gái tên Giả Minh Minh hay không? Không quen người nào tên Giả Minh Minh. Anh nhìn cho kỹ. Tôi đã nói là không quen rồi. Tôi đi được chưa? Hai anh em các anh hoạt động trên lĩnh vực nào vậy? Kiếm được ghê, lại còn xây được cái biệt thự đẹp thế này nữa. Thật là khiến người khác ngưỡng mộ. Anh, không sao, anh nghe đi. Sao? Có chuyện gì vậy? Có đến được không đó? Tôi biết rồi, tới ngay đây. Được rồi. Cảnh sát Lưu, tôi có việc gấp thật mà. Được rồi, anh đi đi. Được rồi, tôi cũng không còn việc gì nữa. Tôi nên về đây. Cảm ơn anh. Chờ đã. Tôi nhớ ra rồi. Tôi từng thấy chiếc Audi đó một lần. Anh gặp khi nào? Ngày 19 hôm đó. Tôi thấy chiếc Audi đó tới khu nghĩa trang. Anh có nhớ người đi xe dưới ngôi mộ nào không? Nhớ mang máng. Anh dẫn tôi đi được không? Được, đi thôi. Thầy, hắn ta tới mỏ đá Bảo Quang sau núi rồi. Thầy mau qua đi. Được. Anh có biết mỏ đá Bảo Quang sau núi không? Tôi biết.
Đi đường nào? Không phải chúng ta tới nghĩa trang sao? Anh thực sự không định cho tôi biết gì của em trai mình sao? Thực tế anh biết em trai mình ra ngoài làm gì, nhưng anh sợ chúng tôi sẽ đi theo, nên mới dựng kế điệu hổ ly sơn để tôi cho anh biết. Tôi là cảnh sát hình sự, tôi không tới vì sự cố giao thông nào cả, mà là vì một vụ án giết người. Anh suy nghĩ cho kỹ đi. Trên con đường vừa đi qua có một lối rẽ nhỏ dẫn thẳng ra phía sau núi. Tiền ở đây rồi. Đi thôi. Bật đèn lên. Sao hả? Hàng đẹp phải không? Dung mạo thanh tú, trên người cũng không có khiếm khuyết nào. Sinh thần bát tự cũng rất hợp với chú ba nhà anh. Chúng tôi kiểm hàng rồi, con bé là hàng nguyên tem, còn chưa yêu đương bao giờ. Rõ ràng là ông trời chuẩn bị cho chú ba nhà anh. Để tìm được người phù hợp thế này, chúng tôi phải bỏ ra không ít công sức đâu. Được, tôi cần món hàng này. Thầy, tất cả đều ở trong xe. Đi thôi. Đưa túi qua đây. Ai cũng nói ba con hổ nhà họ Lưu hào phóng, đúng là không ngoài dự đoán. Mau lên. Không được động đậy. Bỏ túi trong tay xuống. Tất cả xuống xe. Ngồi xuống. Thám trưởng Uông, không phải ba cô gái đó. Đi mau. Thám trưởng Uông, anh bắt đầu đi. Được. Họ tên, quê quán, tuổi tác, trình độ văn hóa: Dư Kiệt, là người nhà họ Dư ở Lĩnh Nam, thành phố Nam Thạch, 26 tuổi, tốt nghiệp đại học chính quy. Anh nói mình trộm được thi thể. Trộm được ở đâu? Con gái một hộ làm nông tại nhà họ Hà, Sơn Nam. Tại sao lại trộm xác? Vì có liên quan tới việc minh hôn của Lưu Thúc Hổ, cậu ba nhà họ Lưu. Ý anh là Lưu Trọng Hổ bảo anh trộm xác? Đúng vậy. Không phải anh ta thì còn ai? Xem ra với hai ông bạn mình, anh tin tưởng lắm. Đáng tiếc là
Bọn họ đã khai hết việc của các anh cho chúng tôi rồi. Anh không phải dân mới làm nghề trộm và mua bán xác chết. Anh có thể lái xe đông lạnh đi giao dịch với khách hàng, cũng có thể coi là máu mặt trong cái ngành này rồi. Anh là người tốt nghiệp đại học, sao không làm việc gì tử tế, lại làm những việc vô nhân tính như vậy? Anh thấy chiếc Audi này quen không? Chưa từng thấy. Sao tôi đi được con xe đắt thế này? Hôm lưu thuốc hổ hạ táng, tức ngày 19, anh đã đi con xe Audi trong tấm ảnh này tới nghĩa trang, bàn việc làm ăn của Lưu Thúc Hổ, đúng không? Anh cho rằng Lưu Trọng Hổ sẽ che giấu chuyện này cho anh? Được, tôi thừa nhận, tôi từng lái con xe đó. Anh quan sát ba cô gái này, có quen không? Có thể nói là quen, nhưng không thân. Nói như vậy, anh đã bắt cóc ba cô gái này. Bắt cóc? Tôi không bắt cóc họ. Họ tự nguyện đi cùng tôi mà. Tự nguyện? Tại sao họ phải tự nguyện theo anh? Vì chiếc Audi đó thôi. Mỹ nữ, đi đâu vậy? Để tôi đưa đi. Hết bao nhiêu? Không cần tiền. Có chuyện tốt vậy sao? Bởi vì tôi thích cô. Anh thẳng thắn thật đấy. Tính tôi không thích vòng vo mà. Chiếc xe này của anh à? Nói gì vậy? Chiếc xe này là của cô đó. Thật sao? Nếu cô không muốn thì thôi vậy. Chờ đã. Anh có thể mở cửa xe giúp tôi không? Còn Ngô Nguyệt Hàm và Phó Tuyền Hy, phụ nữ như nhau cả thôi. Có ai thấy xe sáng mà không rung động? Tôi bắt chuyện với nữ sinh chưa gặp thất bại bao giờ. Chuyện thì giống nhau cả thôi. Anh chắc là muốn nghe hết sao? Vậy ba cô gái đó hiện tại đang ở đâu? Họ bị tôi sắp xếp tại ba phòng trong cùng một nhà khách. Nhà khách nào? Nhà khách Nam Thạch. Cô là Ngô Nguyệt Hàm. Cô là ai? Mặc quần áo tử tế, theo tôi về sở cảnh sát. Tại sao? Tôi phạm tội gì? Thực tế thì không. Chỉ là chàng trai giàu có, đẹp trai kia đang chờ cô ở sở thôi. Đi bên này. Biết hai cô gái kia là ai không? Tôi không quen. Liên quan gì tới tôi? Hai người này đều là tình địch của cô. Có thấy chiếc xe này không? Có. Có phải người này lái xe không? Đúng, là anh ta. Hai người có quan hệ gì? Tôi chẳng có quan hệ gì với anh ta. Không liên quan gì mà lên xe của anh ta. Cô không nghi ngờ gì sao? Chắc chắn là có nghi ngờ. Nhưng anh ta không hề tổn thương tôi. Tôi nghĩ có thể anh ta đang suy nghĩ, nên mới yên tâm ở lại. Tại sao không liên lạc với người nhà và bạn bè? Điều kiện để làm bạn gái anh ta chỉ có một, chính là trong một tuần chỉ được liên hệ với mình anh ta, không được liên hệ với người nào khác. Tôi nghĩ anh ta đang thử lòng tôi. Để kiếm được món tiền lớn, tôi nghĩ mình nên thử. Anh ta cũng nói câu tương tự với hai cô gái kia. Vậy mà cả ba đều làm theo. Do tôi ngốc, tôi ngây thơ thôi. Tí nữa thì bị lừa rồi. Có một vấn đề tôi không hiểu. Tiền hấp dẫn tới vậy sao? Chỉ có người có tiền mới hỏi câu đó. Cô chẳng bao giờ hiểu được những người không có tiền như chúng tôi đâu. Nói đi. Mục đích anh dẫn ba cô sinh viên từ Giang Lăng tới Nam Thạch là gì? Tôi muốn chơi thôi. Giả vờ giàu có đẹp trai, rồi sẽ có ngày lòi đuôi.
Các anh cũng thấy rồi, tôi chẳng làm gì họ cả. Họ tự nguyện không liên lạc với gia đình. Chiếc Audi kia ở đâu mà ra? Xe là do sếp tôi đưa. Sếp? Ai là sếp anh? Chúng tôi đều gọi là sếp. Còn tên tuổi ra sao thì tôi không biết. Tôi chỉ là người làm thuê. Tất cả thông tin về thi thể và dụng cụ hành nghề đều do sếp cung cấp. Sếp đưa xe cho tôi, bảo tôi thi thể ở đâu. Tôi làm xong việc sẽ trả lại xác cho sếp. Đơn giản vậy thôi. Tôi thấy chiếc xe đó không tồi nên mới lái đi ghẹo gái. Nào ngờ cưa phát nào trúng phát đó. Ý anh là ba cô gái kia không liên quan gì tới việc làm ăn của anh? Đúng, ba cô gái kia chẳng liên quan gì tới việc này. Được. Sếp đưa cho anh chiếc xe kia khi nào? Cậu sử dụng chiếc xe đó thực hiện bao nhiêu vụ rồi? Trộm đi bao nhiêu cái xác? Tôi nhận xe ngày 12, thực hiện 3 vụ, trộm 3 thi thể. Trong đó có một bộ để bán cho Lưu Trọng Hổ. Vậy hai thi thể còn lại? Việc này tôi cũng không biết. Chắc là nằm trong tay sếp rồi. Tại sao cậu lại giữ một thi thể? Đó là tiền công sếp trả tôi. Sếp có nhà không? Sếp? Sếp à? Alo, tôi đây. Có thấy thi thể nữ kia không? Tôi thấy. Cậu đi theo tôi làm gì? Đào mộ trộm xác đã lâu vậy rồi. Thật sự khiến người tốt nghiệp đại học như cậu chịu thiệt thòi. Giờ tôi cho cậu một cơ hội để cậu tham gia một vụ giao dịch thi thể. Con thứ ba nhà họ Lưu tại Sơn Nam vừa qua đời vì tai nạn xe. Hai cậu anh rất thương em trai, đặc biệt là cậu anh thứ hai Lưu Trọng Hổ. Cậu môi giới cái xác này cho Lưu Trọng Hổ, cậu ta nhất định sẽ mua với giá cao. Tiền kiếm được chia 37. Nếu cậu làm tốt thì sau này không cần làm những việc nặng nhọc kia nữa. Cảm ơn sếp cất nhắc. Tôi quyết không để anh thất vọng. Làm xong việc hãy dứt chiếc xe xuống hồ chứa nước. Nhớ cho kỹ, nhất định phải dứt xuống hồ chứa nước. Tôi hiểu, anh yên tâm. Ngày 19, anh đã tới nghĩa trang nhà họ Lưu, phải không? Đúng vậy. Ngày 19 là ngày Lưu Thúc Hổ hạ táng. Tôi đã lái xe tới nghĩa trang, nói chuyện với Trọng Hổ mấy câu. Anh ta đồng ý mua thi thể kia để làm âm hôn cho em trai. Chúng tôi hẹn thời gian giao tiền giao hàng. Tôi sợ thi thể thối rữa nên đã thuê một chiếc xe đông lạnh. Không ngờ các anh tới nhanh tới vậy. Chiếc Audi đó đang ở đâu? Hôm sau tôi đã dứt rồi. Này, làm gì đấy? Sợ bị người khác phát hiện, tôi đã chạy lên núi. Lúc xuống núi không thấy xe đâu nữa. Tôi mới gọi cho sếp, báo rằng tôi đã xử lý chiếc xe rồi. Hiện tại, anh gọi điện cho sếp. Bật loa ngoài. Số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy. Anh còn cách nào khác để liên hệ với sếp mình không? Sếp tôi là thần long kiến thủ bất kiến dĩ, thường xuyên đổi số. Chỉ có sếp gọi tôi chứ tôi không gọi được sếp. Được rồi, tôi hỏi anh câu cuối cùng. Bình thường sếp anh có đánh bài không? Việc này tôi thực sự không biết. Vật này được phát hiện trên chiếc Audi.
Anh nghĩ là do ai để lại? Chắc là của sếp tôi. Dựa vào tình hình trước mắt, sếp mà Dư Kiệt nhắc tới là người môi giới ma, có vẻ như chẳng liên quan gì tới việc mua và bán thịt của Giả Minh Minh cả. Nhưng một người cung cấp tình nhân cho người sống, một người cung cấp tình nhân cho người chết. Thêm nữa, khách hàng đều là người có tiền. Chiếc Audi sếp sử dụng chính là chiếc xe do Giả Minh Minh thuê. Trong xe còn phát hiện lá bài sáu cơ. Cho nên kể cả sếp không phải sáu cơ, thì chỉ cần tìm được sếp, có thể chúng ta sẽ bắt được sáu cơ. Hiện tại chúng ta phải làm gì? Mau chóng điều tra tất cả những nam thanh niên thuê vợ được cho là tử vong ngoài ý muốn. Xin chờ một lát. Trong thời gian ngắn như vậy, anh có thể tìm ra ba cô sinh viên bị mất tích, khiến chúng tôi vô cùng bái phục. Các anh đã giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ, còn nhiệm vụ các anh vẫn chưa xong. Lãnh đạo của chúng tôi đã gọi điện cho đội trưởng hàng. Cấp trên đồng ý cho ba chúng tôi ở lại giúp các anh điều tra hai thi thể bị đánh cắp. Ngoài ra, vụ án này sẽ do anh toàn quyền phụ trách. Ba chúng tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của anh. Thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Đội trưởng hàng, hy vọng mọi người cùng dốc sức triệt phá băng đảng trộm và mua bán thi thể. Alo. Anh biết rồi, anh về ngay đây. Xin lỗi, nhà có chút chuyện, tôi xin phép về trước. Chờ đã, em định đi đâu? Em đi tính sổ với Lý Hạo Triết. Tính sổ? Trai chưa vợ, gái chưa chồng, em định tính sổ gì với cậu ta? Anh còn định trách em sao? Anh không trách em thì trách ai đây? Với trình độ giáo dục đại học của em, còn thực tập tại viện nghiên cứu mà không biết bình tĩnh, không biết suy nghĩ là gì sao? Em nhìn lại mình đi. Làm theo cảm tính, máu nóng dồn đầu, bốc đồng, không tính toán hậu quả. Người bình thường nào chịu nổi em? Em không thể xa Lý Hạo Triết được sao? Đúng vậy, em không rời khỏi anh ấy được. Dù sao hôm nay em cũng không được đi. Hôm nay em phải đi. Không được. Anh dựa vào đâu? Anh chẳng phải anh ruột của em, tại sao không cho em đi? Vì anh là cảnh sát, có được chưa? Anh nói em nghe, bây giờ Lý Hạo Triết rất đáng nghi, rất có thể cậu ta có liên quan tới việc của Giả Minh Minh. Bây giờ cậu ta đối xử với Giả Tĩnh Tĩnh tốt như vậy, nhất định là có nguyên nhân nào khác. Cho nên em mới tìm anh ấy hỏi cho ra lẽ. Em thì hỏi được gì? Không được đi. Sao không cho em đi? Đây cũng có phải là nhà em đâu. Anh có tin bây giờ em báo cảnh sát buộc tội anh giam giữ trái phép không? Em báo ai? Anh chính là cảnh sát đây. Ai biết được giờ anh có phải cảnh sát thật không? Em nói gì? Không nói gì cả. Em ương bướng quá mà. Từ từ thôi, cẩn thận một chút. Đúng rồi, chuyển vào phòng này nhé. Cảm ơn. Dựa vào gần tường, đặt hướng tay đó. Hảo Tiết, cháu về rồi à? Mau cùng một tay đi. Nhưng mà họ đang làm gì? Bà nói cháu nghe, giờ bà cho Khả Khả thuê phòng ngủ phụ của nhà mình rồi. Thuê? Thực ra thì cũng không phải là thuê. Mỗi ngày nó giúp bà làm việc nhà thì bà không thu tiền thuê. Để tôi xem cái giường này phải đặt kiểu gì. Đây. Bà ơi, bà ra đây, cháu có chuyện muốn nói. Chuyện gì chứ? Khả Khả, cháu thu dọn đi nhé. Bà ơi, thằng nhóc này có chuyện gì? Bà đang bận mà. Sao bà lại làm như vậy? Sao vậy? Tiểu Khả vẫn chưa phải cháu dâu của bà, sao có thể ở nhà mình được? Ngượng lắm bà ơi. Người nhà cô ấy biết được thì phải giải thích làm sao đây? Tự nó muốn chuyển tới nhà mình ở mà. Có phải bà ép uổng gì nó đâu. Bà cứ muốn để người nhà nó biết con gái họ quyết tâm muốn theo nhà họ Lý chúng ta, chứ không phải nhà mình cầu xin gì nó cả. Bà ơi, bà làm vậy vì muốn giúp cháu thôi. Cứ quyết vậy đi, không ý kiến gì hết. Không mà. Bà ơi, bà giúp cháu lòng chăn nhé. Bà đang bận, để bà bảo Hạo Trí làm giúp nhé. Mau đi đi. Đi đi.
Em có ý gì? Chẳng có ý gì cả. Lưu Tiểu Khả, anh nói em biết, chúng ta đã chia tay rồi. Lý Hạo Triết, anh nghe cho rõ đây. Anh đừng nghĩ có thể đá em dễ như vậy. Em chuyển tới nhà anh là để tất cả mọi người biết rằng anh là của em. Trước đây anh là của em, bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy, mãi mãi như vậy. Lý Hạo Triết, em thích anh đó. Em không tin giữa anh và Giả Tĩnh Tĩnh có chuyện gì đâu. Em tin người anh yêu là em, chứ không phải Giả Tĩnh Tĩnh. Em bỏ tay ra trước đi được không? Anh trả lời em trước đi. Em bỏ ra cái đã. Tiểu Khả, Tiểu Khả, em đã lớn rồi. Nếu em đã quyết định như vậy, thì anh cũng hy vọng em có thể tìm được hạnh phúc riêng. Thành phố Nam Thạch và Giang Lăng nằm cạnh nhau. Gần đây, những nam thanh niên chưa kết hôn đã tử vong có tổng cộng 8 người. Chúng em đã điều tra, tạm thời chưa có trường hợp tổ chức âm hôn. Thiết nghĩ nếu sếp chuyển người ra nơi khác sẽ gây khó khăn cho việc điều tra. Dư Kiệt đã bị bắt, sếp cũng biết hành động của mình lộ tẩy. Chúng ta cũng đang rầm rộ lên là mình đang điều tra việc âm hôn. Khó khăn lắm mới nắm được người trong tay, chắc chắn không thể biến thành mối họa cho mình. Cho nên nhất định sếp đang tìm cách ra tay. Tôi đang nghĩ, liệu có nên dụ rắn vào hang không? Anh tới đón em. Đi thôi, lên xe rồi nói tiếp. Anh hiểu được tại sao em làm vậy. Nhưng mà cậu ba dưới suối vàng có biết, em ấy cũng không đồng ý đâu. Nó có đồng ý hay không là chuyện của nó. Còn làm hay không là việc của em. Không làm được là ông anh này không hoàn thành bổn phận. Nếu có cơ hội, em vẫn sẽ làm tiếp. Em sao không chịu tỉnh ra vậy? Điều này chứng tỏ em yêu Thúc Hổ hơn anh. Người đâu? Ở đâu rồi? Sếp, bọn em ở đây. Chuẩn bị xong cả chưa? Bọn em đã thám thính cả rồi. Tốt, đi theo tôi. Thầy, có biến rồi. Sau khi thả Lưu Trọng Hổ ra, quả nhiên là rầm rộ tìm kiếm. Cô gái đã qua đời trạc tuổi em trai anh ta. Xem ra mưu kế của thầy đã phát huy tác dụng. Đi, đi xem nào. Thúc Hổ, em yên tâm, anh đã hứa sẽ tìm một cô gái tốt cho em. Thì anh quyết không nuốt lời. Anh nhất định sẽ tổ chức cho em một đám cưới thật hoành tráng. Anh trai tốt, tôi bái phục. Ông là ai? Tôi tới đưa cô dâu cho em trai cậu. Ông là đồng bọn của Dư Kiệt. Tôi là sếp của Dư Kiệt. Việc Dư Kiệt có thể làm cho cậu, tôi cũng có thể làm. Chắc chắn tôi còn chu đáo hơn Dư Kiệt nhiều. Thầy, có bắt người không? Muốn bắt trộm phải lấy đồ ăn trộm. Trước khi có được thi thể,
Chúng ta không thể đánh rắn động cỏ.